Trong những thú chơi mới được rất là nhiều người quan tâm và đặc biệt là các bạn trẻ, đó chính là việc nuôi thú cưng. Nhiều người thì chúng ta sẽ quan tâm nhiều đến những quyền lợi cơ bản của con người như là ăn uống, ngủ nghỉ, nơi ở thôi. Nhưng mà khi đã có thú cưng rồi thì chúng ta lại phải chuẩn bị thêm những dịch vụ đặc biệt khác dành cho những chú cún yêu của mình. Riêng tại Việt Nam thì đa số mọi người xem thú cưng như là một mối liên kết gần gũi với các thành viên trong gia đình của mình. Và thú cưng trở nên quan trọng hơn trong cuộc sống của người dân và xứng đáng được hưởng những gì tốt nhất. Và theo đó thì nhu cầu thức ăn cho thú cưng được cân nhắc rất kỹ lưỡng. Người nuôi ngày một khó tính hơn khi lựa chọn các sản phẩm thức ăn dành cho thú cưng của họ. Việc lựa chọn sản phẩm thức ăn cho thú cưng có sẵn với những lợi ích toàn diện có thể thay thế thức ăn tự nấu tại nhà, giúp cho người nuôi tiết kiệm được thời gian nấu nướng nhưng vẫn đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân bằng cho thú cưng. Giá thành phẩm của những sản phẩm thức ăn này thì lại có giá rất hợp lý. Mới đây, công ty InVivo NSA Việt Nam, một trong những chi nhánh của tập đoàn InVivo NSA có trụ sở tại Pháp, chuyên gia về dinh dưỡng và sức khỏe dành cho vật nuôi đã giới thiệu đến thị trường hai dòng sản phẩm mới dành cho thú nuôi, gồm dòng sản phẩm chính dành cho chó cưng Ganador với tiêu chuẩn lợi ích bảo vệ hệ thống miễn dịch tối ưu, kích thích các phản ứng chống oxy hóa nhờ công thức độc đáo, và sản phẩm chính dành cho mèo cưng Blisk chứa nhiều loại hải sản với mùi vị hấp dẫn. Được bắt đầu với tên gọi là Guyomarc’h VCN tại Hà Nội vào năm 1997, thì InVivo NSA Việt Nam hiện có 6 nhà máy sản xuất thức ăn, 3 trung tâm nghiên cứu, 3 nông trại giống và một phòng thí nghiệm về chăn nuôi và thức ăn trải rộng khắp cả nước, đồng thời là bộ phận chủ lực của InVivo NSA ở châu Á, phát triển độc lập trong việc hỗ trợ các quốc gia khác về chuyên môn kỹ thuật và quản lý, bao gồm cả InVivo NSA của Trung Quốc, Myanmar, Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Cambodia. Thưa quý vị, với sự phát triển của công nghệ, những dòng sản phẩm thức ăn gia súc, thú nuôi với nguồn nguyên liệu đạt chuẩn chất lượng sẽ giúp người chủ an tâm hơn trong việc chăm sóc những con vật nuôi của mình.